hết à? Mầm non đẹp. Còn nếu mà ví dụ như cái người mà vì bọn anh va chạm mà người bán như bọn em ấy, nhiều á, là người ta đưa loại nó cứng ấy, già là cứng ấy, thì bọn anh là làm thái trực tiếp, kể là bọn em bán vào thì làm mà thấp hơn thì em còn bọn... em ăn luôn thì em cùng nấu cháo với hấp cái thủy thôi nhỉ, anh chia từng liều một cho em một bữa nhé. Không, em về em có cái túi zip ấy. Không biết có nhà có túi zip đây không biết. Nếu mà có thì chia luôn. Ở đấy. Chia luôn giúp em rồi. Bởi vì em ở trên viện thì ở nhà các chị em được về đấu ấy. Để bảo chị xong có túi zip thì chị cho mình. Em cũng có về đấy. Em cũng có về đi ra đi chỗ hiệu thuốc em mua một túi zip cái. Bảo chia cho mấy cái chị túi zip luôn nọc là chị hỏng hết túi zip là chị. Ngọc quay lại chưa mua gì. Do thì bỏ vào hộp này em chiều ngày mai thuốc ấy. Chia vẫn được em mà. Nhỏ, nhỏ chưa đâu đó. Xong rồi em về tốn chia ra để mất mát tốn chia ra này rất.
Cái to này về em dễ chia, cái bé này em cầm em lấy ra hơi khó. Samsung màu xấu lắm em. Samsung của chị xấu. Cái bên ngọn đấy phải đinh lâu đúng không? Bên này đinh lâu. 30 phút cho nó bị cho vào cùng với gạo luôn. Không không, em cứ cho. Ừ thì nếu thế nếu mà thái lát thì em cứ cho cái gạo.
Cháo chín cho vào trong khoảng mấy phút nữa thì đường vào nó chín là bắc lắm. Em bỏ cái quét ra này.